Bên kìa, bên kìa, tính tiền à? Đâu, có kẻ cút bồ nè. Bỏ quay gì vậy? Quay bên chơi nè. À, đúng rồi. Ryan Little. Ta-da! Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của mình là Hàng và các bạn đang xem video này trên Facebook. And ủa, quay chưa? À. Và ngày hôm nay trở lại với cái góc cũ thì các bạn cũng có thể dễ dàng đoán ra là chúng ta sẽ làm gì rồi đúng không? Vâng, chính xác. Đó là chúng ta sẽ đập hộp. À, và hôm nay đập cái gì? Thì ngay đằng sau mình đây là một cái đống hàng mới vừa thoát ra khỏi nước Mỹ để đến được với Việt Nam. Supercito. Không thể quên người bạn đồng hành trong những cái cuộc đập hộp vui nhộn đó chính là chiếc dao thần thánh. Nhưng có vẻ là hôm nay nó có vẻ là nó hơi lục rồi các bạn. Ok, không nói nhiều nữa thì bây giờ chắc là mình sẽ khui những cái nào gần mình trước ha. Mở ra thấy đẹp rồi đó. Ok, và đây là sticker của chúng ta. Motherfucker Suvecito. Sticker Suvecito. Mà cái này là cái mà tụi nó hứa là tụi nó cho mình các bạn. Bên hãng á, mấy bạn bên hãng thì hứa là cho mình, cho nên là mấy bạn đã thực hiện cái lời hứa đó bằng cách là cho mình. Và mình cũng lầy lội thêm chút nữa là mình có email lại thêm một cái tin nhắn đó là nếu mà mày có cho thì mày cho nhiều nhiều nha thì tao mới lấy. Chứ còn mày cho ít quá thì tao không lấy đâu. Đẹp á, sticker đẹp. Ú, ghê, nó cho ba cái luôn à. Ok, đem vé 3 tiệm luôn. Ồ, còn đây là son hô các bạn, đây là son hô. Nó khác với cái kia. Cái này là nó giữ nếp mạnh hơn, cực mạnh. Nghĩa là như giữ trường cực mạnh. Ok, đây là stronghold. Nghĩa là siêu giữ nếp. Để coi thử coi dưới là gì nha. Cũng là stronghold luôn. À, nó có thêm cái này nữa nè. Master gì nè. Master Bowman. Ok, để mở ra cho các bạn coi nha. Hồi hộp không, hồi hộp không. Không biết mùi này mùi gì nữa, nhưng mà chắc là khi mà review chính xác cái sản phẩm á, mình sẽ nghiên cứu lại và mình sẽ thông báo cho các bạn nghe. Mình chưa biết mùi này mùi gì để nghiên cứu lại. Nhưng mà thơm các bạn. Thơm, nhưng mà nó hay cái là ví dụ nha. Ví dụ như cái này là stronghold đúng không? Nếu như mà cái này là bóng á thì cái sticker của nó ở ngoài á cũng sẽ là bóng. Còn ví dụ như là mét á, là mờ á thì cái sticker của họ làm á cũng là mờ các bạn. Nhám vậy. Mới hay không? Ở dưới nó cũng là mét thôi. Ok. Tranh thủ thì mình thôi mình dựng đi vậy đi cho nó vậy đầy đủ hết. Và tiếp theo mình sẽ khui luôn cái thùng này cho các bạn coi luôn. Yeah, đồ chơi các bạn thấy hả? Không à, mình đoán không lầm nếu mà mình gờ gờ này là nó là pin. Rồi để coi thử. Đúng rồi, nó là pin nè. Đó là pin áo nè. Gửi chưa? Thú vị chưa? Chết mẹ, cái này còn một cái cũng mới bị rớt rồi. Phải tìm lại nha. Lát nữa mọi người coi trong cái bịch này cẩn thận nha. Tại nó có rớt một cái cục á. Thôi làm được lấy luôn. Ủa này là gì à? Hình như cái này là. Ủa, mã này là mình mua hay là nó tặng ta? Ồ, này vui các bạn. Damn. Suavecito. Ai không? Chạy cái lấy dĩa. Ok, ngon á. Cái này bỏ trong người được các bạn, nhìn giống như là một cái dao bấm vậy. Đồ xong bỏ túi. Đồ xịn. Nó có cái khớp á, đá vô cái dính cứ ngắt luôn à. Thấy không?
Thú vị không? Thú vị không? Pin kề áo này sẽ được rao bán rộng rãi nha các bạn. Đang thu tiếng á mình. Nó kêu là tưởng tặng chứ. Đẹp không các bạn? Chuyên nó là một cái nó là những cái hình rất là dễ thương. Mà này lên áo cái ghi lê đồ này nọ kia là tới chuyện lắm á nha. Có cái hũ mua mét nữa nè. Toàn đồ đẹp, bữa là mình phải mất mấy ngày để mình lựa đồ các bạn. Nói cái công đoạn lựa đồ để mà đặt về thôi. Đây là áo. Đây là áo thun. Ok, mình bóc ra luôn. Thử luôn. Vậy. Suvecito. Này là mặt trước nha các bạn. Mặt sau. Ồ, áo này Suve làm luôn. Tem tag đầy đủ. Giá web bán là 21 đồng. Đúng rồi, 21 đồng 99. Nghe 22 đồng. 22 đồng chưa tắt á. Chưa thuế. À còn. Còn một cái áo khác. Áo này cũng khá là đỉ. Mà cái này các bạn có thể thấy để ý ở đây á, nó là Suvecita chứ không phải là Suvecito. Cho nên là cái áo này nó là của nữ nha các bạn. Áo này nó là của nữ nè, các bạn cũng thấy nè. Cái logo Suvecita nó là cái logo hình cô gái đầu lâu chứ không phải là nam đầu lâu, size medium. Hoa hồng, hai cánh tay, hoa hồng. Thì thật sự ra là nó cũng bình thường thôi. Nếu như mà nói về chất vải hay là nói về in thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà về căn bản nó là văn hóa các bạn. Nó là một cái văn hóa, và cái thiết kế này nó lại mang một cái chất riêng, rất là riêng. Nhìn vô là sẽ thấy nó nghệ liền. Đó là một văn hóa. À nhớ rồi, cái này là như là cái cờ. Như thế này là cái cờ. Cờ Suve mua về treo. Ừ, làm cái clip cắm vô xe hạt lay xong chạy được không? Xong gửi cho Suvecito. Ừ, em với anh đi, anh Trung xin việc. Vô các bạn, đồng hồ này hơi bị thú vị luôn nha. Cái clip này đáng để coi các bạn. Ok, còn cái này là bữa mình đã khui rồi. Nhưng mà chắc để mở ra cho các bạn coi sơ sơ qua, chứ không để các bạn quên. Thì các bạn có thể coi lại cái clip đập hộp của sản phẩm này. Mình sẽ... Thôi nhưng mà không khui đâu. Không mà lỡ khui là khui luôn. Đó thì nó là cái này nè các bạn. Này bữa mình nhập về rồi, nhưng mà tại vì hết hàng, các bạn mua điên cuồng quá, các bạn mua cháy quá. Bữa về gần 200 hộp mà các bạn mua cháy quá cho nên hết rồi. Rồi sơ sơ qua vậy thôi, thì mình có thể để cái link cũ của cái clip đó, cái clip mà bữa đập hộp này nè, cho các bạn coi ở dưới ha. Khui cái thùng này đi, không nhớ nổi là mình đã đặt cái gì luôn các bạn. Bữa giờ order cũng tùm lum hãng hết. Này là một cái nắp Suve. Cho sticker nè. Mấy cái giống nhau. Sticker tribal. Sticker Suvecita. Suve. Ok, cái hoonigan này định lấy về nè. Chắc đợt tiếp theo sẽ lấy về. Tribal. Một brand phải nói là, nếu như mà ai yêu hip hop hay là những ai mà kiểu thế hệ đầu của hip hop Việt Nam á, thì sẽ rất là cuồng tribal các bạn. Hồi xưa mình cũng có một thời cuồng tribal, nhưng mà không có tiền cho nên là phải đi xe săn đồ sida không, hay là cùng lắm là xịn lắm là mua đồ Thái thôi, chứ không có được mua đồ Mỹ đâu. Ok, tiếp theo. Rồi nhìn cái này các bạn cũng biết ở trong là gì rồi đúng không? Thật sự ra đến bây giờ mình cũng chưa biết nó trong là gì. Là một cái tay. Một cái tay. Cái tay này là một cái đế đựng cầm hũ quá đó các bạn. Nó giống như là nó vậy nè. Đó. Full combo của nó, full combo của nó là vậy đó các bạn. Tiếu không? Đầu tiên chúng ta sẽ khui con gậy Suvecita.
Cái này mình thích lắm nè. Đó này, tại vì nó dán lại là tại vì đây là nó. Ủa cái này mua mấy cái ta? Ba bộ luôn nè. Ruka là tên nó đúng không? Dễ thương các bạn. Ủa này là gì ta? Bút màu trắng. Và cuối cùng là thanh liên jumbo. Thanh liên jumbo các bạn. Quấn rất là kỹ để cho cái đầu nó không bị lắc nhiều. Đây là nhân vật của Suvecito. Quá nhiều đồ chơi trong một ngày. Biết này giờ khui đầu nào ta? Khui cái thùng mệt quá. Ok. Này là gì đây? Cái bảng gì đó phải không? Bạn treo để mình ghi mấy cái giá của sản phẩm Suve. Không mà đúng rồi, má phải là cái viết trắng đó luôn á. Chứ giờ ra mua bút lông trắng có không? Cũng ít lắm đúng không? Hiếm lắm đúng không? Thường là bút lông màu mà. Còn không này là mình sẽ vẽ phấn á. Rồi, vậy hết rồi á. Ok, đơn giản chỉ là vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này đến đây. Và chắc là có lẽ là giờ mình phải vô mình chất đồ vô kệ tủ, cũng giống như là chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu những cái sản phẩm mà mình mới vừa có được, và để mình có thêm một cái video nữa để review kỹ hơn về từng cái sản phẩm đó cho các bạn xem. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video, đơn giản chỉ là vậy thôi. Bye bye. Nhớ nhấn subscribe, bật nút chuông để ủng hộ cho cái kênh YouTube của mình càng ngày càng có nhiều lượng subscribe ha. Cùng với đó là tất cả những cái sản phẩm này mình sẽ để ở tất cả những cái tiệm của mình có, và những cái địa chỉ của những cái tiệm mình có sẽ để ở phần cuối clip. Cảm ơn các bạn, hãy để lại comment ngay bên dưới về cảm nghĩ của các bạn khi xem video này. Cảm ơn và bye bye.